Như vậy các bạn nghe rồi, những cái bệnh nhân, những cái ông 60, 70, 80 tuổi đi đến nói với bác sĩ rằng hôm qua tôi đi đái một đêm 5-6 lần, thì chúng ta phải loại trừ tất cả các bốn nguyên nhân đái đêm. Chúng ta phải hỏi kỹ lưỡng xem bệnh nhân đó có những cái trục trặc gì về đời sống gia đình với vợ con hay không, về tiền bạc hay không, về tù tội hay không, về nợ nần hay không. Đó. Sau khi chúng ta loại trừ nhóm đó thì chúng ta phải hỏi tiếp tới những cái nhập nhiều nước sau 5 giờ chiều. Những người có thói quen uống rượu bia sau 5 giờ chiều thì làm sao mà không đái đêm được. Hoặc chúng ta phải hỏi những bệnh nhân mà có bệnh tăng huyết áp uống thuốc vào buổi chiều hay không. Vì những thuốc huyết áp các bạn uống vào buổi chiều thì tối sẽ đi đái. Hoặc là những cái bệnh lý tiểu đường hoặc một số bệnh lý sẽ gây đái đêm. Như vậy ta hỏi các bác sĩ tiết niệu hiện nay có đủ thời gian để hỏi chuyện những bệnh nhân đi đến khám gì tiền liệt tiếng, các bác sĩ tiết niệu có đủ thời gian để hỏi bệnh không? Có tâm tư tình cảm bệnh với bệnh nhân không? Hay là bệnh nhân vừa tới hai đã đêm cái là cho đi siêu âm, thử nước tiểu, thử bé ra liền. Ta coi lại vấn đề chuyên môn, vấn đề đạo đức ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai câu hỏi của chúng ta là gì? Mời bạn nhớ xưng tên, đọc câu hỏi và trả lời. Câu hỏi của chúng ta là có thiệt sự là bú lành tiền liệt tuyến gây đái khó hay không? Có thiệt như vậy hay không? Hay là... Ok. Yeah. Như vậy chúng ta biết được rằng những người phụ nữ 60, 70, 80 tuổi khi đã mãn kinh họ cũng sẽ đái không có dễ như hồi 18, 20 tuổi. Như vậy, người phụ nữ đâu có tiền liệt tuyến đâu. Họ vẫn đái khó, họ vẫn khởi động chậm như người phụ nữ già. Như vậy, cái cơ pelvic floor, tức là cơ sàn chậu, đóng một vai trò rất là quan trọng. Ở người phụ nữ ta có sàn chậu trước và sàn chậu sau. Nhưng ở đằng ông chúng ta chỉ có sàn chậu sau mà thôi. Vì tiền liệt tuyến của chúng ta bám chặt vào xương mu, cho nên nó không có di chuyển, di động. Và cũng không có cả thực sự gọi là cản trở đường tiểu như chúng ta đã từng suy nghĩ. Vấn đề của chúng ta là các bài tập Kegel và squatting như thế nào. Tất cả các bạn nam ngồi trong phòng này, nếu như các bạn học liên tục 2-3 tiết hoặc các bạn chơi những môn gì mà ngồi nhiều 2-3 tiết, ví dụ như là đánh bài, đánh cờ, thì sau đó buông ra đi đái các bạn cũng sẽ khởi động rất là chậm và tiêu nước tiểu không mạnh và đái xong vẫn còn dài giọt nhỏ trong quần hoặc nhỏ ở đâu đó. Như vậy sau buổi học hôm nay các bạn nhớ đừng bao giờ quá ngồi lâu quá 2 tiết, và gì nữa, luôn luôn tập squatting. Tuổi trẻ các bạn tập squatting là đủ. Squatting đơn giản nhất là các bạn ngồi trên 10 đầu ngón chân và các bạn nhảy như con cóc, hai tay thì chống nạnh lên. Đây là bài tăng cường cho đi tiểu, đi cầu và sex rất là tốt. Như vậy những người đàn ông 80 tuổi thì sao? 80 tuổi mà các bạn cho tập squatting là chết liền á. Các bạn về kêu ông nội mình ngồi trên 10 ngón chân nhảy góc tới là ông nhảy tới 10 cái là 5 cái ông lăn ra ông chết rồi. Được chưa? Tại sao như vậy? Tại sao squatting ở những người có bệnh tăng huyết áp thì nguy hiểm? Các bạn sẽ chuẩn bị để trả lời câu hỏi đó. Hai nhóm bên này chuẩn bị để hỏi tại sao squatting thì nguy hiểm cho những người 60, 70, 80 tuổi hoặc những người có tăng huyết áp. Tại sao? Những người thiếu máu cơ tim không được tập squatting mà chỉ tập Kegel thôi. Được chưa? Như vậy chút xíu chúng ta sẽ phân tích Kegel. Nhóm bên giải của bạn Trọng Nhân sẽ phân tích về ưu khuyết điểm của Kegel. Nhóm giữa này sẽ phân tích về ưu khuyết điểm của squatting. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới nhóm thứ ba. Câu hỏi của nhóm thứ ba là gì? Lặp lại câu hỏi, tự xưng tên mình và giải thích. Mời bạn. Em tên gì cái đã? Em tên là Nguyễn Văn Duy Long, giám viên của cô. Yeah. Và câu hỏi thứ nhất ba là tại sao đái khó hơn bú lành tiền liệt tuyến điều trị nội hết, tại sao lại còn ổn? Thì phẫu thuật là do có thể là do điều trị nội khoa thất bại, bệnh nhân không có điều kiện tái khám chắc chắn, hoặc là ai biến đến trên 20 thường xuyên bị nhiễm trùng sở hữu do thứ nước tiểu được dạ. Như vậy chúng ta đã thấy rằng qua ba câu hỏi về tiền liệt tuyến của những người đàn ông lớn tuổi
thì rõ ràng cả ba nguyên nhân đều không, cả ba cái nhóm đều thấy rằng không ủng hộ các bác sĩ hiện nay đối xử quá tai với những người đàn ông lớn tuổi có rối loạn đi tiểu. Vì thực tế của nó không nằm ở tiền liệt tuyến, thực tế của nó nằm ở vỏ não. Nếu như có những tổn thương tâm lý gì đó, gia đình không hạnh phúc, hoặc con cái phá của, hoặc vợ chồng ly hôn, hoặc nợ nần, hoặc tù tội, hoặc được chưa? Như vậy người bác sĩ tiết niệu phải có thời gian để lắng nghe, để chia sẻ tâm tư tình cảm với người bệnh, cho thuốc cho đúng và khuyên các cái thay đổi lối sống. Không được nhập nước nhiều sau 17 giờ, không được ăn canh chua sau 17 giờ, không được nhập nước, tất cả rượu, bia, trà, cà phê sau 17 giờ. Và đặc biệt là gì? Body weight không được vượt quá BMI trên 24. Được chưa? Không được ngồi nhiều, không được đánh cờ liên tục 2-3 gián, một gián thôi rồi nghỉ, điên vòng rồi trở vô quánh gián nữa thì ok. Chúng ta hiểu được chưa? Và tất cả các bạn nam dù là 20, 25, 30 tuổi, nếu các bạn ngồi nhiều thì cần phải tập Kegel squatting thì chúng ta mới cải thiện chuyện đi tiểu tốt. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục hai nhóm bên kia để nói cho chúng ta về ưu khuyết điểm của Kegel squat và ưu khuyết điểm của squatting, và khi nào thì tập Kegel, khi nào thì tập squatting. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ nghe.